Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ lại làm một cái video nữa nói về cái ắc quy của ô tô. Thì cái việc thay ắc quy ô tô thì nó cũng rất là đơn giản. Và cái chiếc xe này nó có hiện tượng là buổi sáng hoặc là chúng ta để lâu ấy, thì là khi chúng ta để lên ấy, ắc quy nó rất là gọi là dai đề, tức là mình bật lên nó khạch mãi nó không lên, hoặc là lúc được lúc không. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thì một nguyên nhân có thể là do có máy phát, do củ đề. Nếu như máy phát củ đề chúng ta vẫn ngon rồi, bảo dưỡng tốt, mọi cái ok rồi mà ắc quy nó yếu, chạy lâu năm khoảng từ 3 đến 5 năm thì thường là như vậy. Nhưng mà có những cái ắc quy mà bằng nước thì nó sẽ chúng ta để khô nước thì nó sẽ cháy cực và sẽ được không được nhiều. Còn đây mình sẽ là ắc quy khô thì thời gian trung bình, tuổi thọ trung bình bảo dưỡng tốt một cái ắc quy thường được từ 3 đến 5 năm. Đấy là như vậy, và cái ắc quy này cũng được khoảng tầm như vậy và nó có hiện tượng là dai đề, và lúc mình đề lên nó rất là khó, hoặc là lúc được cũng không thì nó có hiện tượng là ắc quy chết hoặc là hỏng ắc quy, chúng ta thay cái ắc quy mới. Thì xe máy nó khác rất nhiều ô tô, thì xe máy chúng ta có thể đạp được, ô tô thì hết ắc quy thì chúng ta phải đẩy lổ hoặc là chúng ta dùng dây câu để câu từ xe khác sang. Nhưng mà ô tô rất là to và nặng, có những lúc chúng ta không đẩy được hoặc có một mình, thì mình khuyên các bạn là lên thay bình ắc quy sớm một cách tốt nhất để làm sao đó chúng ta đi trên đường một cách an toàn. Thì chiếc ắc quy hỏng ấy thì nó cũng có đèn báo ở trên cái mặt tablo thì mình sẽ quay cho các bạn xem, nhưng mà đừng để đến lúc nó hỏng thì hãy mà thì mình thay, và chúng ta lên thay trước khi có hiện tượng như mình nói là chúng bạn lên thay. Đây sau mình sẽ quay các video cho các bạn xem. Thì cái biểu tượng cái này gọi là âm dương, này gọi là báo bình ắc quy hoặc máy phát. Thì cái bình này thì là nó báo là một là hỏng ắc quy hoặc hỏng máy phát, nhưng mà trong trường hợp này đây là mình mới bật lên thôi, mới tắt bật lên thôi, nhưng mà thường nó sẽ lỗi thì nó sẽ báo như thế này đấy. Nhưng mà cái hiện tượng xe của mình là nó chưa có hiện tượng báo như vậy, tức là ắc quy vẫn dùng được, nhưng mà khi mình đo thì mới nó có xuống, mới có dưới 10V rồi vẫn đi được khoảng 8V, nhưng mà mình sẽ thay trước khi để nó báo cái lỗi đấy để các bạn chú ý. Thì đo em kiểm tra xem nó có hết không, nó có vẫn hiện tượng sáng một số cái không được. Còn bao nhiêu vôn nữa? Sáng ra đây không về được. Không phải lúc được cũng không. Dưới 8 vôn chết à? Rồi. Dưới 10 vôn à? Chết rồi. Lúc được cũng không, và tức là vẫn ngon nhưng mà nó có hiện tượng là dai đề rồi. Lúc được cũng không là do xe mình thì xe con đề nó nhỏ ấy, nó dễ đề. Thay con này giờ bao tiền? Hay bình GS đi, bình khô. Một loại 1.50.000, một loại 1.150.000 anh ạ. Loại khô à? Vâng, bình khô. Thế bình này mua bao nhiêu? Bình này trừ 120 đi ạ. Không được 2 lít à? Không được anh ạ. Bình này bao nhiêu A nhỉ? Bình này 40 A hát ạ. Thế con kia bình bao nhiêu A? Đằng 1.50.000 thì là 35 A hát, còn 1.150.000 thì là 40 A hát. Đều khô hết à? Vâng. Thế thay con âm bé to ấy, đều khô nhá. Anh hỏi ban đầu. Ừ, anh GS đi, thấy con này ốc quy khô đúng không? Vâng, GS bây giờ là nhiều người dùng nhất rồi. Ừ, là chuẩn, đây đại lý ngon rồi. Thay con này đi. Triệu mấy nhỉ? Triệu 1 năm chục và triệu 1 năm 5. Trừ con kia đi đúng không? Ờ. Mày có khi đấu xấu với anh, sợ anh thay ốc quy mà ngắt mát mất nghiền nên nó mất mẹ đài mấy cả. Mất đài mấy cả, mất cái họng gió này này. Không phải nó mất, đừng thay chết, thay sống luôn nhá. Mất cái gì cả, nhưng mà anh cẩn thận thì anh cứ nổ máy lên đi, em lắp cho. Nổ máy đi, ok. Thế mình phải nổ máy lên, không mà nó mất hết cái đài, mất hết các thứ luôn các bạn. Cái này phải chú ý. Vừa anh em. Nó chuẩn chung rồi anh ạ. Đánh dấu cái ngày ấy cho anh nhé. Có phải cạo qua cái mày vệ sinh cho anh cái đầu phọc này. Đầu anh vẫn ngon đấy. Không, mình cạo cho anh đi. Cạo cho nó cũ rồi.
nó đỡ mua ve mới cả nó tiếp xúc tốt hơn. Cái này mấy năm mài qua vệ sinh qua lấy giáp bánh qua lấy cái đũa tròn rồi. Bẩn bẩn đâu không bẩn, nó han không han nó màu rồi đấy. Mình cứ mới vệ sinh mới thì cứ đánh qua tiếp xúc vào đó. Cái này xuống có 8 vô nữa nữa. Quay đo 8 vô nha nhỉ? 8 vô đây nhỉ? 8 vô đây, 10 vô quan trọng nó chết rồi. Những cái đôi kia còn không ở được 8 vô nhưng mà nó chưa chết thì làm còn là được thôi nhỉ? Biết nào chết hay không? Nhìn màu à? Có thể nhìn màu, còn đo, màu đây nó có nhìn màu đây đúng không? Đo thì biết. Đây nó nhìn màu biết rồi, còn màu xanh, màu đỏ là biết rồi. Cái đấy chỉ chính xác được khoảng 50-60% thôi. Đưa ra anh nhé. Đưa ra 2 cái thôi. Con nước thì rẻ hơn à? Học cái nước đi. Rẻ bao nhiêu? 800 mấy à? 900, 950. Tôi quay khay mẹ khô như nhà. Toàn thằng lười chả biết bao giờ thăm nước nó sôi mẹ cháy cả ốc quy. Không, cũng có một số ông dùng nước đấy. Cẩn thận nhanh càng con cái nước. Đi phùi đó, phùi acid. Tại vì sôi hết nước nó mới sôi, hết ốc quy, hết nước rồi. Nó nóng lắm thì chạy lâu mà nó cái nước ở trong cái ắc quy nó ít thì nó cuối đời thì các thuốc nhựa nó không được chặt với lại acid bao nhiêu đâu. Nhưng mà dùng gói ăn là trơn rồi. Đúng rồi, có nhiều hơn chứ không có nữa. Đúng rồi, rẻ hơn chứ. Cái đang khuyến mại chứ. Không biết là được thay dầu rồi, không được cái gì. Chưa phải bán trang giá lắm. Ghi anh cái ngày ấy rồi. Ghi cái này rồi. Ghi rồi. Vâng, ngày đâu ghi đâu. Ghi ở trong cái cơ gặp quay. Ghi cho anh cho xem. Con này là 40A. Cái bảo anh bao lâu nhỉ? Tháng. Rồi em. Ok. Không có anh đâu? À, trong kia anh vào làm tiếng. Ờ, đây anh vào làm tiếng anh. Có biết hóa đơn cho anh được không? Biết không cho. Đây là con bình cũ rồi. Đó còn có dưới 8 hôn à, đây là 19 tháng 12 15 cũng được 35 rồi. Thì khi chúng ta thay ốc quy thì mọi người chú ý là yêu cầu họ vệ sinh hai cái đầu cốt này thật sạch đấy, để làm sao chúng ta nó ắc quy nó là từ máy phát điện đây, máy phát ở khu này, máy phát đây đúng không, từ máy phát đây đấy. Lạp vào ắc quy này nó làm một cách tốt nhất vì có hiện tượng là nó bị bẩn thì chúng ta nên yêu cầu vệ sinh hai cái đầu này thật sạch. Và thứ hai đó là chúng ta nếu như có một số xe thì là khi mà ngắt ắc quy ra thì nó sẽ bị, tức là mất, phải reset lại hệ thống đài cũng như hệ thống cổ hút và một số cái thiết bị điện trong ô tô. Vì vậy là mọi người lên như vừa mình yêu cầu họ sẽ đấu sống cho mình, tức là đè máy lên và đấu trực tiếp hai cái cực này vào, thay ốc quy cũ ra để ốc quy mới vào. Như vừa chú ý là nếu các bạn thay ở nhà thì chú ý là không để các cái cực này nó chập vào nhau đấy, còn như thợ thì họ sẽ làm rất là ok. Và tiếp đó nữa là theo mình thì mình khoai ốc quy khô nó sẽ tốt hơn, đỡ phải bảo trì bảo dưỡng, hỏng nó vứt đi luôn.
Và chúng ta sau khi làm xong thì chúng ta vệ sinh cái này, hai đầu này, và ghi cái ngày tháng này đây. Đây là 14 tháng 11 2018. Đấy, cũng như sau đó thì mình kiểm tra cái phiếu bảo hành này nhé. Cái phiếu mã này này, mã bình ắc quy này nó sẽ ghi ở trên này các bạn nhé. Đấy, cái mã này nó ghi ở đây đúng không? Đấy, phải trùng với cái phiếu ở trên này. Đấy, thì là cái này nó bảo hành khoảng 6 tháng. Thì mọi người cất đi để làm sao đó khi có lỗi vấn đề gì nó kiểm tra. Thì ngoài ra ở trên này nó cũng có cái nhận biết bằng cái màu đây này. Tốt này. Đấy, cần nạp lại điện này và thay bình mới này. Ở cái này nó có cực đấy, đỏ màu xanh đấy. Mình sẽ dựa vào cái này mình xem các bạn. Đây mình thay lại GS Platinum này. Thì nhìn chung là thay ắc quy chúng ta cần như vậy thôi, cũng rất đơn giản. Là chúng ta nếu mà phát hiện sớm thì chúng ta lên thay, không để nó hết ắc quy phải đẩy thì nó rất là mệt mỏi, và đi giữa đường không có ai đẩy được một mình thì không làm thế nào được. Các bạn nên thay sớm để làm sao đó chạy tốt nhất. Thì hai cái quan trọng là củ đè đây, củ đè bên trong, và đây là máy phát, đây là máy phát này, củ đè bên dưới này, và ắc quy này, ba cái thứ mà chúng ta cần rất là chú ý trên xe, đó là thiết bị điện mà. Đấy, củ đè máy phát chúng ta thường bảo dưỡng cùng một thời điểm là chổi than, củ đè máy phát này, bảo dưỡng chổi than này, cổ góp đấy, những cái đấy. Còn ắc quy chúng ta sẽ thay định kỳ, làm sao đó chiếc xe mình luôn ổn định và đừng để nó hỏng thì mới thay, mà tốt nhất là nó có hiện tượng đấy là các bạn sửa chữa và thay luôn. Để chúc các bạn lái xe thuận lợi bình an nhé. Các nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy vui lòng đăng ký kênh giúp mình nhé, để cập nhật những video mới nhất, để là những người được xem những video mới nhất. Cảm ơn các bạn. Nếu có bạn nào chưa hiểu thì vui lòng comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn hoặc nói thêm cho các bạn hiểu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.